Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, thời gian vừa qua thì có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Phong thủy may mắn, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 về cát hung vận khí từng hướng và năm nay 2020 Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn và tài lộc, mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Hiểu được những lo lắng quan tâm của quý anh chị, ngày hôm nay chúng tôi đã làm một video về nam mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020 để quý gia chủ có thể tham khảo và chọn phương hướng hợp lý để khai sơn lập hướng, giúp ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an, may mắn, sức khỏe an khang, tài lộc tấn tới. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi để tiến hành động thổ xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sinh sống trong căn nhà đó được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được mở rộng hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ, khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên, ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Sinh năm 1959, nạp âm ngũ hành là bình địa mộc, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, vật chất đủ đầy, con cháu không giúp được gì, vợ chồng hòa thuận. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ là tài tinh, năm nay vận thế thái tuế là tài tinh nên tài vận rất tốt, không chừng trong công việc được lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư tài chính, làm việc và có thu nhập đáng kể. Đồng thời cần cẩn trọng những thư điện tử lừa gạt lấy tiền nên kịp thời báo công an để xử lý. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là thương quan không lợi cho bản thân và người nhà, chủ về mất chức tước quyền trong tháng này. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới mình mặc dù đã nghỉ hưu. Cho dù phải đối diện với những trắc trở khó khăn nào thì cũng không thể nhục chí, sợ hãi hay là bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định tích cực. Trong vấn đề tài chính, con giáp này cần phải có những suy nghĩ thật là cẩn thận và thấu đáo, không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Nam mệnh 62 tuổi, thái âm chiếu mệnh là việc gì cũng được như ý, thích hợp xử lý những việc liên quan đến công văn, giấy tờ. Nếu đi xa du lịch thì có lợi cho việc tăng tài vận. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới thì cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 62 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 59 sẽ là 62 tuổi, không phạm hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 59 sẽ cần tránh các năm tam tai, tị, ngọ, mùi. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai, vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không sẽ là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc, về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu khi mà đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung cho phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất", có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình.
Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng cũng như tô tạo sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như là Long sinh bát sát, Hoàng tuyền sát, Bộ Long biến vận sát có thể sẽ ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trên căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, tuy nhiên thì cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc phong thủy trong nhà để kết hợp hài hòa, sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân định. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mệnh. Với nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ trạch là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên và Đông Bắc là Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ trạch sẽ là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát và Đông Nam là Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ trạch không hợp hướng, bị Phạm Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim tự quái là Đoài. Phạm vào cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ đề kiện tụng thị phi tranh chấp trộm cướp đào tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp tuổi gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đình. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng
vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 59 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, phạm lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ bị thị phi, tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Hợi, sinh năm 1959 nam mạng rơi vào trường hợp thứ 3 là đất đục vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Còn đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần chú ý trong xây dựng cần phải mượn được tuổi, hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà mình sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà mình, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm năm vượng địa mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 khi mà xây nhà cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát hóa giải thị phi chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 đang ở nhà hướng Bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Đông gồm ba sơn Giáp, Mão, Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm phải ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đang đến một cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc đông tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Trường hợp nhà hướng Đông kết hợp với nam mệnh Kỷ Hợi sinh năm 1959 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, cho 5 tháng khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 59 nam mệnh đang ở nhà hướng Đông cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này là hướng bán cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Về hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được diên niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xét đến hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần có giải đủ số theo La Kinh từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu thì đông thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 9 âm lịch. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nam mệnh xây nhà và ở hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các đường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng Đông Nam gồm Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào Đông Nam ngũ hành thuộc mộc,
kim mộc tương khắc không tốt với nhà tòa càn hướng tốn và tòa hợi hướng tỵ phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới nếu xây trở vào ngày tháng cát lành, đó là tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tòa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chính mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ kỷ hợi sinh năm 1959 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này sẽ thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng này nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái khó dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu kiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân linh. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại đến bản thân. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi mệnh chủ kỷ hợi sinh năm 1959 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn năm khắc đắc vận, đắc long, đón thiên khí, vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 59 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách của nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Cuối cùng là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đào đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đào đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được khác cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đưu thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì chọn tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng, được phục vị rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tảo Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quý là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng nhà này kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Với những hướng nhà hợp với tuổi gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch mai hoa, trấn sát kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Trên đây, Phong thủy May mắn vừa phân tích về nam mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020 để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy. Anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cả
cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.